chị là đàn bà như em nè, chị là mẹ đơn thân nè, nuôi ba đứa con nè, con chị học trường quốc tế nè, nha, con chị học trường quốc tế nha, và hả chị là lo nuôi cho con chị mà chị cảm thấy chị không có cái gì gánh nặng hết trơn á. Một con đàn bà, chị nói thẳng với em, một con đàn bà nuôi một đứa con, một bà mẹ không nổi là vô dụng. Trên cuộc đời này rất là nhiều người, người ta hả, người ta buôn gánh bán bưng ở ngoài đường, kể cả cái bà tạp vụ trong công ty của chị nè, tạp vụ đó nghe em, mà người ta còn nuôi con người ta hai ba đứa, người ta còn nuôi mẹ chồng người ta nữa, còn mình sao? Mình mẹ ruột, một mẹ ruột, một con mình nuôi không nổi, mình kêu là mình bây giờ là cơ nhở, không có nhà, vô gia cư. Mình nói mà mình không biết nhục hả em? Hả? Em nói mà em nói xong bây giờ em coi là em có nhục không? Em đừng có ăn mài lòng thương của khán giả. Khán giả bây giờ khó tính lắm em, không được ăn mài lòng thương đâu trời ơi. Em đang ăn mài lòng thương của khán giả thật sự. Đúng không? Em đang ăn mài lòng thương của khán giả. Khán giả giờ người ta đâu có phải người, trời ơi. Em là cái gì? Em là cái gì mà để cho người ta idol đến mức người ta hả nghĩ sai trái? Hả? Em là cái gì mà để cho người ta idol đến mức mà người ta mờ con mắt em? Không có chuyện đó. Một đứa con gái, một người đàn bà chứ không phải con gái nữa, nuôi bản thân của mình, nuôi mẹ, nuôi con của mình mà nuôi không được thì vứt đi. Tao nói thẳng mày vậy đó, nghe Hồng Phượng. Mày nuôi không nổi ba mẹ mày và con gái mày là vứt đi. Mẹ mày lớn tuổi là cái chuyện trên đời này rất là nhiều người lớn tuổi, không phải một mình mẹ mày lớn tuổi. Và mày có con nhỏ 5 tuổi, trên đời này rất là nhiều người có con nhỏ 5 tuổi nha. Và mày cho dù người ta làm, tao không biết mày có chồng hay không, ok tao không nói vụ đó. Cho dù người ta làm mẹ đơn thân này, tao là một con mẹ đơn thân, ba đứa con tao học trường quốc tế. Trời ơi, một năm tao đóng tiền trường cho con tao mỗi đứa 1 tỷ, chưa kể là sinh hoạt phí mỗi tháng. Con tao sinh hoạt phí mỗi tháng một đứa 200 triệu. Là một tháng là 600 triệu tiền sinh hoạt phí. Trong đó có tiền học đánh góp, có tiền chơi thể thao, có tiền học ngoại ngữ, có học bơi, có học võ, tiền đi chơi cuối tuần, tiền tiệc, tiền tùng. Một tháng là con tao xài một đứa tao cho 200 triệu để lo tất tần tật. Và tiền gì nữa phải không? Tiền bảo vệ nữa, trong đó là có tiền vệ sĩ nữa, mỗi một đứa có một thằng vệ sĩ. Một ba đứa có ba vệ sĩ. Đấy. Trời, tao là mẹ đơn thân nè. Và mày nói tao có điều kiện đúng không? Ok, tao chỉ mày rất là nhiều một người không hề có điều kiện như bà tạp vụ nhà tao. Chút tao kêu bà xuống cho mày coi. Mày quê luôn, cho mày bị nhục. Bà tạp vụ là lương tháng người ta đi làm bao nhiêu mày biết không? 12 triệu. Làm mà 2K, 12 triệu. Nuôi hai đứa con ăn học, một đứa vừa xong đại học đi làm rồi, một đứa đang chuẩn bị vô đại học. Nuôi mẹ chồng. Nha, nuôi mẹ chồng. Còn hả, chồng thì chỉ là làm đủ ăn đủ phụ thôi. Người chồng người ta chỉ làm đủ ăn đủ phụ tại vì chồng của chị này là bị bệnh tim. Đấy. Một người đàn bà như vậy, người ta làm tạp vụ như vậy mà người ta còn nuôi được như vậy thì mày là một người nghệ sĩ. Mày có tiếng, mày nghệ sĩ thì tại sao mày không để dành tích lũy được? Hồi trước đến giờ mày không để dành được tích lũy được, mày mua được một căn nhà nhỏ cho mẹ con ở, mày không tích lũy được có tiền để mày có thể khi mà có chuyện là mày có thể thuê nhà cho mẹ mày ở, và mày với mẹ mày với con mày có thể sống một năm. Nếu mày làm không chuyện đó, không làm được chuyện đó thì mày quá tệ. Đầu tiên là mày bất tài, thứ hai là mày vô dụng với con mày. Trời ơi, một người mẹ có con 5 tuổi mà không có cái gì trong tay để lo cho con. Người ta làm công nhân, người ta làm tạp vụ. Nha, người ta làm công nhân, người ta làm tạp vụ, người ta vẫn có để dành không nhiều thì ít cho con người ta. Chứ ở lên đây mà nói mà tôi bị cơ nhỡ, bây giờ phải nhờ cơ quan chức năng nào đó cầu cứu. Trời ơi, cái gì vậy? Bị điên à? Trời ơi là trời, cái gì vậy? Cái thời mà dịch giả kìa, người ta đói gì rã họng người ta ra mà người ta còn không có cái chữ cầu cứu nữa. Mình là một người có tay có chân nha, có tiền mời luật sư, có tiền mời luật sư lại đó trộm trệ họp báo, có tiền tổ chức họp báo mà không có tiền thuê nhà để cho mẹ con ở hay sao? Một con đàn bà mà nuôi không nổi bà mẹ với đứa con với cái thời này vô dụng, phải nói thật câu vậy. Một mình là có điều kiện để kiếm tiền, mình
quá dư điều kiện để kiếm tiền hơn người khác, đúng không? Ê ê, mẹ, nghệ sĩ mà đi hát á, tệ nhất cũng được 10 triệu một lần mà không để dành dụm được. Tới thời nay người ta mời ra khỏi nhà rồi là bắt đầu là cơ nhở. Cơ nhở cái này thì chịu đi, không có than khóc với ai, cũng đừng có lên ăn mài tình cảm của khán giả. Ăn mài tình cảm của khán giả để làm gì? Để khán giả biêu riêu, khán giả kêu riêu Hồng Loan là đứa con đứa cháu hả, thế này nọ, không nha. Bây giờ khán giả người ta rất là sáng suốt, rất là tỉnh táo, và mình cũng không là cái gì ở trong cái giới showbiz này nha. Mình chỉ dựa vào cái tên là cháu của ông Vũ Linh, cháu của ông Vũ Linh, và mình dựa vào cái tên đó. Giọng hát của mình thì xin lỗi, quá bình thường. Chị nói em nghe chứ, tại vì em là cháu của chú Vũ Linh, chị mới coi nghe. Chứ thật ra em mà cháu của chú, không phải cha, chị không biết cháu chú Vũ Linh đó, thì cái cỡ em là chị bấm lướt, chị lướt liền à. Tiếp sau, nhan sắc em quá bình thường, quá bình thường. Giọng hát em không có gì đặc biệt, mà cái nết của em lên họp báo thì nhỏ nhẹ, quay clip thì nhỏ nhẹ, nhưng mà ở nhà thì em thấy điều muốn ăn tươi nuốt sống con Hồng Loan. Con Hồng Loan nó ốm như cây bẹ luôn đó. Bây giờ á, em còn muốn là gì, mẹ em với em đi về ở nữa là nó sẽ chết. Tại sao? Tại vì nó sống mà mọi người biết không, sống một cái sự áp lực á kinh khủng khiếp lắm. Con nhỏ ăn, con nhỏ không ăn, ăn không đúng giờ, ngủ không đúng giấc nha, và ăn cũng rất là chụp giật, ăn uống không có cái gì hết á. Nên vì như vậy mà nó ốm kinh khủng khiếp. Thì bây giờ mày đi về một cái nữa thôi, mày mua cái hòm mày để trước cho Hồng Loan luôn đi, nó chết liền đó. Tại sao? Cái tâm lý, mày phải hiểu tâm lý của người ta. Người ta không thể nào, con Loan nó không thể nào ở với một người mà không thích nó. Bao nhiêu người ở trong đây, mọi người thấy coi, mọi người có ở chịu ở với một người mà không thích mình không? Trời ơi, rồi sao? Người ta có quyền lo sợ. Cái chuyện mày tốt hay xấu gì ta không có biết, người ta không quan tâm. Nhưng mà cái tâm lý một con người là người ta có quyền lo sợ ha. Người ta có quyền lo sợ, phải, người ta phải lo sợ chứ. Tại vì sao? Tại mình ở một người không thích mình, mình sợ. Mình sợ là cái chuyện rất là bình thường. Thì mày về mày ở, mày với má mày mà dặn nhau về ở một cái là tao nói hả, mua cái hòm sẵn cho con Loan luôn. Con Loan nó ốm nhơm ốm nhách, mọi người biết không, nó ốm. Tôi nói với mấy bà biết không, nó ốm 30kg thôi. Mọi người thấy, người ta quay nó trên YouTube hay trên ấy nha. Ở ngoài ốm phân nửa, ở ngoài ốm dơm nhỏ xíu. Hôm bữa là trời ơi tôi hết hồn luôn á. Cái mặt có chút ép gì nè. Tại thông thường á, mình quay lên á, mình quay chụp hình lên nó mập hơn, nó bự hơn, nhưng mà ở ngoài ốm nhơm ốm nhách mà rất đẹp nha. Mặt rất đẹp nha, nhỏ mặt, nét nào đến nét đó rất đẹp. Phải nói là Loan đẹp, chỉ có điều nhỏ con thôi, trắng bóc mọi người, không phải giống trên hình đâu. Mọi người thấy người ta chụp lén quay này nọ, nó mặc đồ bộ này nọ thôi, chứ ở ngoài là nó rất xinh nha mọi người. Nó xinh xắn nhỏ nhắn mà nét nào nét nấy là nét của ổng không, nét của chú Linh hết. Nói chung là bây giờ nó ốm như cái bẹ, làm ơn đừng có đi về nữa. Trời ơi là trời, đi về thì mua luôn cái hòm lận lưng đi. Để làm chi? Tại vì con Loan nó sợ quá, nó không ăn, rồi nó bị bệnh, rồi thế nào nó cũng đi theo ổng luôn đó. Nên vì vậy mà có cái gì đâu mà mình là một người mẹ. Mình là một người mẹ, mình không thể nuôi đổi đứa con 5 tuổi của mình. Trời ơi cái gì vậy? Đừng có lấy con nít ra để ăn mài lòng thương của khán giả. Con nít mình thương là cái chuyện bình thường, thương thì người ta cho, người ta giúp đỡ con đứa con nít đó. Nhưng mà đứa con nít đó là nó phải như thế nào, nó phải cần nó phải cần cái sự giúp đỡ, người ta giúp. Còn trời ơi, đừng có lấy đứa con nít ra. Bây giờ sao không nghĩ tới con tôi? Nghĩ nè, em nói Hồng Loan không nghĩ tới con em đúng không? Thì em có nghĩ cho con Hồng Loan hay không? Con Hồng Loan nó, con của Hồng Loan nó cũng có quyền sợ. Sợ là mẹ của nó ở với em, mẹ của nó sẽ không chịu nổi, mẹ của nó áp lực, mẹ nó sẽ bệnh hoạn, mẹ nó sẽ trầm cảm, hay là mẹ nó sẽ bị lao lực, mẹ nó chết làm sao? Con Hồng Loan cũng có quyền sợ mà em, đúng không? Nên vì như vậy mà bây giờ cuối cùng là nha,
lớn rồi, già rồi, con mình đẻ ra mình có trách nhiệm chứ mình không có, mình không có xí xến cho ai hết, mình không có đổ thừa đổ vạ cho bà con dòng họ gì chân. Con mình là trách nhiệm của mình, kể cả tôi nè, con tôi có cha nè, nhưng mà tôi vẫn trách nhiệm là chuyện của tôi, cha của nó có trách nhiệm kệ, nhưng mà trách nhiệm là trách nhiệm của người mẹ là của mình. Chứ mình có con, mình không có quy trách nhiệm cho người nào chân. Con mình nó có sướng mình là do mình, con mình nó có khổ là do mình, chứ không có thể nào là tại bị thì là trong trong cái cuộc đời này, trong cuộc đời này thí dụ như đổ lỗi tại bị thì là thì nó còn cái gì, đúng không? Một người mẹ mà nuôi không nổi đứa con 5 tuổi mà đi kêu cầu cứu, phải chi mày kè què tay cục chân gì đâu, phải chi mày què tay mày cục chân gì đâu, không, mày còn có tiền mày mời luật sư để họp báo, mày còn có tiền để mày tổ chức họp báo, thì cái gì mà cầu cứu. Nói mà không biết mắc cỡ thiệt chứ, cái sợi dây mắc cỡ của mày đâu mất tiêu rồi hả? Sợi dây mắc cỡ của mày đâu rồi, sao kỳ cục vậy trời? Hả? Sao nhà chồng ở đâu sao không về? Nhà chồng ở đâu sao không về? Và không thể nào một đứa con thật sự tới cái thời điểm này già như vậy mà riêng bà Sáu á, già như vậy mà không có nhà để ở. Thì hỏi tại sao bà Sáu không có nhà để ở, bà Sáu bà hiểu. Nên bây giờ cái giá bà cháu phải trả là không có nhà ở là do, hỏi bà Sáu bà tự hiểu sao không có nhà. Bà nằm đêm bà suy nghĩ, bà gác tay gác giò anh chán bà suy nghĩ đi. Vì sao bà không có nhà? Vì sao mà bà không có nhà? Bà gác tay gác chán lên chán bà hỏi vì sao bà không có nhà? Mà hả, rồi tới từng tuổi này không có nhà, và từng tuổi này mà có một đứa, có đứa con gái mà nó không có đủ tiền mà thuê nhà cho mình ở, thì cũng chúc mừng bà luôn. Trời ơi là trời, người ta gì nha, cái chuyện người ta cu mang mẹ hả, cuộc đời này đó, cái lòng tự trọng nó rất là quan trọng. Cuộc đời này mà không có lòng tự trọng là coi như dẹp luôn rồi. Người có lòng tự trọng là thôi, trời ơi, mình cỡ nào cỡ, mẹ mình không cần. Không cần bây giờ mẹ con ví dụ như con Hồng Loan mày có trải thảm mày mời tao cũng không tới nữa. Kiểu vậy đó. Mình là phải có lòng tự trọng như vậy đó. Rồi mình ha, mình vay mượn bạn bè gì đó mà hả, thuê nhà ở. Rồi bắt đầu là mình kiếm công việc mình làm lại. Mình muốn là mình làm à. Tìm cách là không muốn là mình tìm lý do, không có một cái lý do nào là gọi là cơ nhỡ ở trong đây hết trơn á. Không có một lý do vô lý nào gọi là cơ nhỡ, cơ nhỡ. Cơ nhỡ cái gì trời? Cơ nhỡ cái gì? Cơ nhỡ là một người người ta không nghề ngỗng. Không, giờ không hề ngỗng người ta cũng mấy. Cơ nhỡ là một người mà người ta khuyết tật. Phải nói là đúng vậy, người ta khuyết tật, người ta không có khả năng. Thí dụ ở đây mà mình khuyết tật, mình không có khả năng mà lao động á, thì bị đuổi ra, bị mời đi như vậy thì cũng là đáng thương. Trời ơi là trời, còn lương lẹo, còn luồn lách được nha, lương lẹo còn luồn lách được. Hôm bữa rõ ràng là cái này đám tang là tôi coi rõ ràng cái video của nó nói về con Hồng Loan là con nuôi, nhưng mà nhà này coi như con ruột, mà cái lạng lách lương lẹo nói kiểu léo léo là mình thấy rồi. Mà hôm qua này mơ họp báo người ta hỏi có phải là cố tình nói như vậy, nó nói nó không có phải nói vậy mà nó nói khác. Clip còn dần dần đó đó nha em. Em ơi, em sống mà không chân thật đến mức độ mà clip người ta còn đầy dẫy ở trên mạng xã hội. Vậy mà em quay trở ra em nói khác liền, nó nói khác 360 độ luôn. Nó nói mà nó khác 360 độ luôn. Nói y chang như ngay từ đầu đi, ngay từ đầu nói vậy nè, cái này là con nuôi nhưng mà coi nhà đành coi như con ruột. Bây giờ nói thẳng câu lại vậy đi. Không, người ta hỏi cũng vẫn lạng lách, không chân thật như vậy, không thật như vậy. Thì làm sao? Không thật và không hề có lòng tự trọng luôn. Một người có lòng tự trọng là không có ai mà người ta mời đi rồi mà còn muốn quay trở về. Còn một cái người mà chân thật thì nói hôm bữa sao hôm nay nói vậy đi, cái lòng mình nghĩ sao mình nói vậy đi. Trời ơi, cái này mà lạng lách cũng vậy thôi à, người ta coi hết rồi. Bây giờ cái gì người ta cũng ghi hết, clip hết trơn cái chọi á. Đúng không? Còn cái gì
em nói cái gì tôn trọng chú nên bởi vì mấy là ký hợp đồng độc quyền với truyền thông để lấy tiền hả? Xin lỗi em, chị nói cho em nghe nè, chú là một nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất về cải lương đúng không? Chú là một người nghệ sĩ nổi tiếng thì cái việc mà người ta khai thác thông tin của chú, để người ta khai thác thông tin của chú thì mình cũng không có nên mà sân si độc quyền với không độc quyền cái gì hết trơn á. Độc quyền là do mình muốn lấy tiền thôi, còn cái chuyện mà để cho người ta khai thác bình thường cũng chả có sao. Trên cuộc đời này rất là nhiều nghệ sĩ người ta không có thèm cái chuyện đó. Cái này là cái lý do để em muốn khai thác em kiếm tiền, còn kiếm tiền để làm gì thì chị không biết, nhưng mà cái này là lý do khai thác để kiếm tiền. Chứ một nghệ sĩ, rất là nhiều nghệ sĩ người ta không khai thác. Tại sao? Tại vì cái thông tin của một cái người và khán giả như chị cũng như rất là nhiều người khác đều muốn biết thông tin như thế nào, muốn thông tin idol của mình, một cái thần tượng của mình mất như thế nào, thì cái việc để cho truyền thông khai thác là chuyện bình thường thôi, không cần phải độc quyền độc ơ cái gì hết. Độc quyền mới là tôn trọng. Cái này là nói là em nói để em che đậy cái việc mà em không muốn người ta biết thôi. Cầm đây nè. Chứ thật ra chị nói em nè, không có cái chuyện mà khai thác độc quyền để tôn trọng rồi khai thác không độc quyền là không tôn trọng à. Người ta là con người hết á. Tất cả những người mà người ta muốn khai thác, người ta là con người hết á. Nếu có những người mà người ta cố tình người ta làm sai, trời phạt người ta, nghiệp quật người ta. Đừng có đổ một cái lý do là khai thác truyền thông độc quyền để làm gì. Nếu độc quyền không cần tiền thì đừng lấy tiền, đúng không? Độc quyền không cần tiền thì đừng lấy tiền.